Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mọi người. Hôm nay chỉ còn hai anh em mình với bạn. Hãy dặn không biết có dặn không mà sao mà bỏ lên Sài Gòn đó bạn. Bữa hổm nói lên Sài Gòn không làm. Hỏi ảnh thì ảnh không có nói gì hết trơn, anh chỉ nói là ảnh đi làm. Rồi giờ không biết sao nữa, nhưng mà anh em mình điện thì ảnh không có bắt máy. Điện em, không được luôn. Em lấy máy em điện máy nói ra đi. Anh Minh lên rồi bạn. Mình lên rồi các bạn. Tại đây em anh. Để em điện. Sao bạn không giờ chưa? Giờ gì? Alo anh Nghĩa hả? Anh Lợi rủ Tư Béo đi, giờ hai anh ra đây đi. Dạ chưa? Chưa. Điện ảnh không có được. Bây giờ ra đây đi rồi tính. Dạ. Dạ. Uống nước thì thang nước chạy lên ngấp. Anh có điện được không? Có điện đâu, điện đâu cũng bắt máy đâu. Nhắn tin cho Lợi. Điện thì điện có gheo đó mà không bắt máy. Chắc có lý do gì đó mà anh không có nói. Đỡ hai kia lên đi. Vậy là hai kia tới đi rồi tính ở bàn cái chuyện. Bây giờ sao vậy ta? Bữa hổm ông đại ca chở đi đó, chút xíu vô hỏi đại ca thử coi. Nó có tâm sự với đại ca không? À, tới rồi. Không về, chưa về. Hai ngày điện tối về điện có được. Giờ vô chổng mình bàn đi, chứ ngồi đây ngoài đâu được gì đâu. Ngoài nhà trước nhà người ta. Ừ, đi vô chổng đi. Mặt mình buồn ngồi trước nhà người ta, lấy dép ra chậu. Ê, ngồi đây xíu đi, đại ca ngủ chổng, vô chổng nói chuyện ông sùm rồi, lu bu không nữa. ngồi đây xíu đi, có gì đâu. Ngồi ở nhà mình có làm gì người ta đâu mà người ta đuổi. Sợ mặt chăm dăm. Gói khẩu trang kìa. Ngồi đem khẩu trang như mơ, ngồi cứ bớt cái gì. Tối có điện không? Tối có điện hải không? Có điện hải không? Cái tôi ngay em điện. Điện cháy cái máy luôn nhưng mà nó có. Chắc điện thoại có điện thoại không? Để một mấy cục con nhỏ. Mình ngồi đây chút xíu đi. Lỡ mày âm về. Lại thấy làm sao? À. Ngồi đây đợi xíu đi. Đợi hết nổi cái là mình vô làm như Bình Dương làm như đi ở Long Xuyên Châu Đốc. Ừ. Đi cái gì về liền. Sài Gòn. Rồi nói ngồi đây đợi mà đi mỗi lần đi lên về cái mất một ngày chờ nó mới ít thôi. Đi lên đi về không là một ngày một ngày. Không đi trời. Hỏi ông không trả lời luôn. Tụi bé mà có nói gì Hải không? Nói gì? Tôi đi công chuyện rồi tôi nói gì? Mình mày có nói gì không? Nội nói gì vậy trời, không biết tôi. Mày ơi đất hơi lắm nè. Tôi đâu nói gì ông đâu. Chắc ông buồn vũ nói gì đâu, chắc ông áp lực cái gì á, ông mới đi á. Đó giờ ông áp lực ông đi à. Chứ rồi. Anh em cho với nhau mà. Cho với nhau cho nó biết là mình cho anh không muốn cho anh đi cho quay cho lại. Rồi anh em mình đi chổng đi. Đây. Đi chổng trước thì anh đi sao? Sao anh em? Điện bắt máy không? Mà hôm qua chọc sao dữ trời. Chọc gì? Dặn chứ ai biết chọc gì chứ. Thì anh em lúc giờ nhát qua lại gì không chứ có gì đâu. Dặn chú gì á? Sợ gì á? Ừ. Mà không đi nhắn tin gọi điện không được nữa. Dặn họ dặn chuyện đó chuyện nhát không chứ nhát ba hai ba lần kiếm dặn chắc chuyện này hơi lớn rồi chắc đi sao thấy đi lâu với gì ta hai ngày nhiêu hai ngày rồi có suy nghĩ trong đầu không lúc giờ có nói gì với Hải không có nói gì đâu từ béo lúc giờ có nói gì với Hải không Nghĩa có làm gì không có làm gì đâu Mỹ Sơn có làm gì không chắc cái vụ mấy mình cho anh quá cho anh mình cho anh chắc ăn rồi dòng dập ổng đó ai bây giờ em với Nghĩa đi rảnh kiếm ổng nè mày biết ở đâu mà kiếm mày biết ở đâu cả hớt bò kiếm đáy biển hả ừ. đi hết trơn Sài Gòn vốn đi luôn một mình đi ở ngã tư đây nhức đầu nữa mày lên chảnh tới ngã sáu ngã bảy chắc ảnh đi vòng vòng Việt Nam này thôi à ngày này bắt đầu lên mất nhân nếu mà đi vậy đó điện không được vậy công việc ở đây sao
Thì bây giờ tạm quản là bây giờ mình tạm quản ở đây. Bây giờ sân nghỉ nữa tính làm gì? Chắc em lên gì em làm. Làm gì anh Trịnh? Vô công ty làm á. Đủ tuổi phải không? Em đủ rồi. Làm hồ sơ chưa? Rồi. Đấy vậy. Còn Minh cho sao rồi? Chắc giờ đi ghe lại chứ sao? Đi ghe lại hả? Đi theo Mỹ Đen, xin Mỹ Đen cho hướng đi ghe lại. Tại em có ngày mà. Ừ, hai mày lái qua lại thì được. Tụi bao? Tụi bao giờ làm gì tụi bao? Đừng nói tao mà chở bún nữa nha. Không đâu. Làm chắc gì? Chắc này đi ra ngoài chợ ăn Tây hả? Đó, ra ngoài kiếm ai? Kiếm gậy mẹ ngoài à? Có đâu, ngồi gì nè. Xin tiền hả? Dạ. Mày còn tay còn chân mày đi xin tiền làm gì? Nói vậy rồi nó suy nghĩ lạc quan. Ừ. Lạc quan gì nó lạc hậu á. Có sức lực mà đi nghĩ sao? Tao bắn nó hơi lạc đạn luôn bây giờ. Nghĩ nó làm gì nghĩ? Bắt tóc luôn. Bắt tóc không? Ờ nghĩ có ngày rồi. Chợ đá. Chợ đá trời. Chợ đá ngoài đây nè. Ông nội bây giờ Covid thì người ta muốn thu rồi mày xin vô đó sao được. Bỏ đá vừa cái tóc vừa đá. Thêm thì đi sửa xe lại chứ gì nữa, đi học sửa xe lại chứ sao? Học gì học hoài, ê, học 7-8 năm mà chưa rành. Sớm giờ hỏi chùm cuối giờ. Mình điện không được, chùm cuối gì có điện điện được. Kêu ông điện thử coi. Ổng đâu? Để ông rồi. Ổng ngủ quá thích kìa. À. Ổng ngủ rồi, để cho ông tỉnh đi rồi kêu ổng. Còn anh? Anh hả? Đi làm điện máy xanh nè. Không, điện máy xanh ai mà nhận nữa. Nghỉ ai mà đâu nhận nữa. Anh còn cái kênh đó. Tao lớn tuổi rồi. Rồi không có Hải tao cũng đâu làm được đâu mà. Có anh em giúp đỡ qua lại chứ tao làm mình cũng đâu có ai ủng hộ. Mấy giác xài. Giác xài rồi, giác xài được á. Không có anh qua mùa á. Giác xài là theo mùa thôi chứ qua mùa rồi rồi làm gì anh. Giác lúa, được không? Lúa cũng không, cũng như mùa. Nội, tao giác lúa chắc không nổi đâu. Về. Lúa mẹ vô rồi. Vụ mùa nó cái ba có ba vụ mà mới vụ đầu và vụ sau. Xin theo mấy người ra nha. Giác lận thôi. Em tới ngày 200. Ngày 200 ngàn đó hả? Ừ, để nữa xin thử coi. Dạ xin kề khỏi đi đâu. Để mong tao mẹ đi. Tại tao ra nắng được. Tao ra nắng đứng được. Ra nắng đứng được mới làm mấy cái đó được. Em đi nắng quen rồi. Em đi ghe chứ. Vậy đi bẻ mong tao chúng tao không đi. Mày đi theo ghe Mỹ Đen kia hay mày hai mày đi chơi. Dạ, sao hả? Đi ông chơi. Kêu ông thức đi người kêu ổng đi. Vô cỡ kêu ổng cái nha. Bên nằm đây. Ông biết ngủ lâu chưa nữa. Thẳng đường em kêu. Mình vô nó sàm biểu quách. Gì? Gì? Nó là nó đi lên Dương làm gì đó biết không? Đi Dương làm gì chả anh chạy? Nghĩ đâu ra nó nghỉ làm gì đó. Trời. Làm đây em làm nghỉ làm chả. Nghĩ đâu nó nói anh em trong nội bộ nghĩ gì gây gỗ gì làm gì. Có gây gỗ với ai đâu, tại vì hổm trên ma đó. Gà tao cũng đâu biết chứ đâu biết cái vụ gì đó. Rồi ông điện thử ông bắt máy không? Tao điện rồi, điện rồi không có. Ông điện cái nữa đi. Trời ơi, tại sợ điện chắc đâu? Đi xe ngủ. Ra điện được. Điện đi đi ca. Điện thử coi. Ờ giờ này mấy giờ? Giờ này mấy? Giờ này 2 giờ. Ờ giờ này có cũng nghỉ với tao nè. Anh điện thử coi đi ca. Ừ giờ này tao được nghỉ 15 phút mà dạng như nghỉ mệt á. Đi vệ sinh đi kìa. Tại con điện không được rồi. Vô nè. Vô bắt lo luôn đi ra. Coi nói chuyện không. Tắt nữa. Nó bắt máy rồi. Máy nó tắt nữa rồi. Vậy là còn có hy vọng đó. Để ra điện đi, để ra điện đi. Điện đi đi ca. Bắt lo đi ca. Lo lớn đi ca. Ơi, thằng nào nói có thằng nó quay. Nói nhiều quá nó không trả lời đó. Giờ mày đang ở đâu rồi? À, tới Sài Gòn rồi. Rồi giờ sao đi giờ mấy thằng nhỏ vợ lợi nó kiếm mày nè. Đi còn làm gì ngoái chạy. Ai vậy? Em Nghĩa nè. Nó gọi mà nó đi làm mà.
làm gì sao mà đi làm đột ngột vậy, không nói ai trước tiếng chứ gì? Anh nói gọi đó. Rồi chừng nào vậy? Anh đâu có tiền vậy, tết vậy. Nội là... làm ở đây cũng có tiện trời, tự nhiên bỏ anh em đi trời sao được anh. Người trong này mấy ông nào làm buồn vui vậy không? Ủa giận hờn gì không rồi đi ơi. Có gì đâu, tại con việc gì mà đi làm gì mà đi làm. Về đi chơi đây đợi nè. Đi làm gì không ngoại? Đi làm đợi đi, nào đợi về đi. Đợi. Trời trời. Không phải dịch bệnh ngày mai đâu nhận đâu mà. 5-6 tháng gì mà về vậy. À, anh dặn như gì thì nói với mấy mốt mấy em sửa chứ mà bỏ anh bỏ đi ra đột ngột gì rồi sao rồi được anh? Không có dặn đâu, thiệt anh không có dặn thiệt, đi làm mà phải đi chơi đâu mà. Đi làm, giờ này tránh dịch bệnh tránh, đi làm tránh ai đâu nhận. Mà phải chứ nào không dịch. Lựa chứ nào không dịch thì đi thôi. Ở dưới đây mình đang làm bình thường mà. Sao nó giờ đi làm nghe, không gì nói với tin cho. Ủa? Dạ. Rồi đó, xong rồi nó biết mày sao, nó không biết rồi. Làm gì chạy? Chứ nó không đi, tao không có đi rồi, nó không chịu. Nó nói tao không chở, nó cũng đi xe đò. Thấy gì tao mới chở nó đi đó. Khỏi đi đâu là đi kiếm chuyện, sợ làm gì. Mấy giờ chẳng kiếm này, kiếm đâu lo vậy? Nếu thì mấy mấy đứa mà có khả năng đi thì cái việc đi kiếm đó đi. Mà không biết đợi địa chỉ nè. Có nào quyết định vậy số điện thoại không quay? Ai đâu biết. Biết chuyện đó. Có anh công nghệ thông tin đâu biết. Ừ, mấy mình không có ai gần. Càng là mù không tin, không biết. Rồi sao? Chán rồi. Sao thì mấy đứa tin. Ông nói gì kêu cái sao nữa giờ, ông nó kêu ông đi làm 5-6 tháng rồi kêu mình nó làm làm công việc thì lỡ 5-6 tháng sau ông về mình. Ừ, mấy ông để giải tán hết luôn. Mấy đứa tính sao đó rồi. Lãnh nói như vậy rồi. Cũng có cái ý của ảnh rồi. Mình biết sao giờ. Làm gì cũng có lý do hết trơn. Đây sao trời. Mà bữa đó sao mà giữ rồi. Thấy đầu quá. Đã nó không có nào biết hết trơn. Có làm gì đâu, hỏi anh nói là không có dặn gì hết á. Dễ gì không dặn, mà vụ ma này nhát ma tôi không sao. Không, tôi nghĩ chắc bọn vụ khác á. Chứ nhát ma này sao mà vụ gì đâu. Dặn vậy. Vụ gì chứ vụ khác á. Mấy em đâu nói nhau gì đâu. Có tâm sự gì không đi ca? Có tâm sự với anh không? Không nói gì đâu, để nó bụng với rồi đi kiếm sở khác nó làm gì nó gì vậy. Giờ anh em tính sao? Nói giờ nó buồn gì, chuyện gì đó rồi nó dễ làm, nó biết đâu, lớn rồi. Tính sao đó rồi tính. Rồi đi, đi. Ngoại. Ngoại ơi. Cho đại ca. Cho ngủ đi, ngủ với đại ca. Ngủ xíu đi. Đâu vậy? Đi nước. Cho này nè, nói chuyện nghe. Giờ mấy rồi, anh em giải tán đi tạm ốp thời gian đi. Nào không phải về mình tính nữa. Bây giờ biết sao giờ? Mà nói thiệt, ốp rồi không biết làm gì. Thì công việc hồi xưa giờ làm sao, giờ mình làm vậy? Biết quay vợ được không? Không được, mình quay vợ kiếm gì khác đi. Chắc cao lên Bình Dương. Chứ không lẽ lớn rồi, chứ không lẽ ở không gì hoài. Kiếm tiền mới sống được chứ không lẽ nhờ phụ giúp gia đình nữa. Không lẽ kêu gia đình phụ người hoài. Ông đi vậy, ông quyết tâm đi vậy, mình biết sao giờ. Giờ mấy tháng, ông nói mấy tháng ta? 6 tháng. Tết về thì... 5-6 tháng rồi 11 tháng rồi làm Tết mới về. Về dứt Tết á. Thì giờ mình làm cái việc gì làm được có mấy tháng đi. Coi ông về mà mình được gặp mặt nói chuyện sao rồi. Anh em mình có làm gì đâu mà ông buồn mà ông đi. Mày nhắc chuyện đó làm chi? Bây giờ mày diễn làm chi? Ông đâu. Nói chung là ông có giận gì vậy chứ. Mà sợ ông có gì gì luôn. Nói chung buồn á, buồn cái chuyện gì thôi. Buồn nói ra không được á. Mình lâu lâu mình cũng có những chuyện buồn mình nói ra không được chứ bộ. Đúng rồi. Mà tao nghĩ là chứ không phải là tại mấy mình đâu. Tại chuyện gì á. Mấy mình đâu có làm gì đâu. Đó. Chỉ là cho anh qua lại thôi mà. Cho anh thì đúng rồi, đó giờ mình chúng cho anh qua lại đâu có vậy. Cho lúc đầu clip tôi với Hải cho anh về quạo. Chưa dễ không quạo. Chưa dễ không quạo đó. Mà tao thấy rồi mấy mình á giận có lâu. Trong tay mấy mình nó không ai giận lâu chứ. Mà anh có giận mấy cái chuyện lặng nhặt. Ừ.
Dạ mấy thôi mình nói khán giả luôn được. Giờ mấy mình giờ không phải giờ đi vậy giờ, mình không biết sao bây giờ mình sẽ tạm ốp ở đây mấy thời tháng nữa. Chừng nào Hải về mình làm tiếp. Bây giờ chứ biết sao giờ. Mấy tháng rồi nhanh. Đâu phải mấy năm. Không mà nói chung là mà... mình quay cái này cũng gần mấy gần cái năm giờ anh quay đây cũng gần cái năm giờ. Vắng buồn lắm luôn. Mà nói thiệt. Từ lúc quay giờ giống như là bữa ăn hàng ngày. Không ăn cơm thì thấy nó thiếu vắng vắng. Cái này giống như bữa cơm mình vậy. Hàng ngày vậy. Nói gì đó giờ nói gì cũng nói rồi. Giờ mình sẽ up cao ra đây mấy tháng nữa mà các bạn đợi khi nào ông Hải về mà sẽ quay sẽ hỏi ông Kha ông Hải vụ gì sẽ thích cho các bạn thắc mắc, nói chung có thắc mắc khó chịu lắm, mình cũng vậy mà phải không? Chứ giờ nằm than thở đây cũng như vậy cũng như không vậy thôi giờ mà mình sẽ up cam đi mà mấy tháng rồi các bạn đợi. Mà mấy tháng rồi thôi giờ mình chào một người một tiếng cho khán giả biết, cho fan biết đi để... Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi kênh Nguyên Hải suốt thời gian qua nha. Giờ anh đi rồi anh em tôi cũng không biết sao, anh nói gì thì giờ anh em công việc nào về công việc đó, là khi nào anh về thì anh em tôi tụ họp rồi nha mấy bạn. Mỗi người nói công việc, khi nào anh về rồi mình... Tính nữa chứ chào đi, chào khán giả đi. Mọi người đợi anh em